Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là tôi sẽ quay một cái video clip để hướng dẫn mọi người là cách chúng ta vệ sinh cái đồ gỗ chúng ta sử dụng lâu ngày ấy, khi mà nó có thể bám bụi hoặc là bám rất là nhiều bụi rồi ấy, mà chúng ta lau bằng nước nó không sạch được, nó bị ngoa ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách sử dụng một cách này. Đây sẽ là một cái. Đây, tôi quay cho mọi người nhé. Hiện tại là tôi đang có một cái bộ ghế này. Thì đây chẳng hạn như là chúng ta có những cái phần kẽ này, đấy, nó bám bụi mọi người này. Đấy thì cái bộ ghế này thì nó cũng hiện tại là nó cũng bụi ở mức bình thường thôi. Chúng ta có thể sử dụng rẻ ẩm. Nếu mà bụi ở mức bình thường ấy thì chúng ta có thể sử dụng rẻ ẩm chúng ta lau được. Tuy nhiên nếu mà với những cái bộ bàn ghế mà nó đã bị bám bụi quá nhiều rất là lâu năm rồi ấy, thì nếu mà sử dụng nước ấy, khi chúng ta vệ sinh xong thì nó sẽ vẫn bị ngoa. Thì hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người một cách chúng ta sẽ sử dụng. Đây, mọi người đi ra ngoài cái những hàng tạp hóa, hàng sơn nhựa ấy, thì mọi người hỏi mua cho tôi là một cái chai dầu xịt bóng như này. Cái này nó gọi là chai dầu xịt bóng. Đây, dầu xịt bóng đây, nó có cái ứng dụng của nó là khám phá, làm sạch, bảo trì này những chất như da, lốp xe và gỗ sơn. Đấy, gỗ sơn này đấy, thì mọi người sẽ sử dụng cái bình này để xử lý những cái chẳng hạn như cái đồ gỗ của chúng ta để lâu ngày quá rồi ấy mà nó bị bám bụi, nó két ở đây rồi. Đấy, còn cái sản phẩm hiện tại là cái bộ ghế này nó cũng bụi ở mức bình thường các quý ạ. Nếu những bình thường như mức này thì chúng tôi có thể sử dụng rẻ ẩm để vệ sinh được. Tuy nhiên là tôi đang làm ví dụ cho mọi người là nếu mà sử dụng những cái bộ ghế quá lâu năm hoặc những cái đồ gỗ quá cũ rồi. Đây, tôi sẽ làm cho mọi người xem nhá. Đây, trước tiên mọi người sẽ sử dụng cái bình xịt này, chúng ta sẽ xịt trực tiếp vào những cái chỗ mà bị kẽ bụi này. Rồi, quý vị này, xịt trực tiếp vào những cái khu này. Rồi, tôi mới xịt qua thôi mà nó đã sạch như này. Để quý vị nhìn chả ăn chỗ này nhá, chả ăn chỗ này này. Đây mọi người, đấy. Rồi, để làm kỹ hơn ấy, thì mọi người sẽ sử dụng một cái chổi nhỏ hoặc là sẽ lau. Mọi người sẽ quét vệ sinh vào những cái chỗ mà kẽ bám bụi lâu ngày này. Đó, cái dung dịch này, cái chất này nó có tác dụng là tẩy sạch những cái bám bụi mà nó két lâu ngày. Mà nếu mà chúng ta sử dụng nước, đây, hoặc là nó có sẽ có một cái mút xốp như này, chúng ta sử dụng nước nó sẽ bị ngoa, sử dụng nước không vệ sinh được, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chất liệu này nhá, mọi người nhá. Rồi, đây mọi người này, rồi. Cái sản phẩm đồ gỗ nó lại bóng như mới luôn. Tác dụng là nó sẽ vệ sinh những cái bụi bẩn nó bám két vào, cũng như là bóng lại cái đồ gỗ của chúng ta. Nó là bóng lại đồ gỗ của chúng ta. Đấy. Thì là những cái sản phẩm đồ gỗ lâu ngày ấy, thì nó lại sáng bóng như mới và sạch bong luôn. Sạch bong và sáng bóng như mới rồi. Ok mọi người nha, đây là một cách đơn giản để có thể vệ sinh đồ gỗ nhận ra sáng bóng luôn, cách đơn giản để vệ sinh đồ gỗ nhá. Cảm ơn mọi người nhá.